Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 trên tuyến quốc lộ 26, đoạn qua thôn 12 xã Ia Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô bán tải và xe máy khiến 3 người trong gia đình tử vong tại chỗ. Theo đó, vào thời điểm trên, xe bán tải biển kiểm soát 72C28603 do Trần Doãn Tùng, sinh năm 1979, trú tại xã Ea Kênh, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk điều khiển theo hướng từ Krông Park đi thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến đoạn xã Ea Tu thì tông vào xe mô tô biển kiểm soát 47F147648. Trên xe có 3 người, gồm ông VVH, sinh năm 1983, chở vợ và con sinh năm 2011, cùng trú tại Buôn Tân Sinh, xã Ea Đa, huyện Ea Ka, đi theo hướng ngược lại. Hậu quả, cả 3 người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.